Chào mừng các em đã đến với trang lời giải hay.com. Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em trả lời bài 8, chủ đề 3 và 4, sách giáo khoa, khoa học tự nhiên lớp 6, bộ sách cánh diều. Đề bài của chúng ta như sau. Các em hãy nêu một số hoạt động của con người gây ô nhiễm không khí. Chúng ta được biết rằng các hoạt động mà tạo ra khói này, bụi, khí thải như là tạo ra khí CO, CO2, khí NO2 hay là khí SO2 thì đều gây ô nhiễm không khí. Cùng quan sát một số hình ảnh bên dưới. Dựa vào gợi ý của cô và các hình ảnh mà các em vừa quan sát, bây giờ hãy nêu cho cô một số hoạt động của con người mà gây ô nhiễm không khí. Cô sẽ gợi ý câu trả lời như sau. Đầu tiên, đó là sử dụng phương tiện cá nhân như là xe máy và ô tô thì sẽ thải ra rất là nhiều khí thải và gây ô nhiễm không khí. Thứ hai, đó là nấu nướng bằng bếp ga hay là bếp than. Thứ ba, là đốt rơm, đốt rẫy. Thứ tư, đó là chặt phá rừng. Chúng ta biết là cây xanh thì sẽ hấp thụ khí CO2 và nhả ra khí oxy. Vì vậy là khi mà chúng ta chặt phá rừng thì sẽ không còn các cây có thể hút khí CO2 và sẽ gây ra ô nhiễm không khí. Cuối cùng đó là khí thải từ các xí nghiệp, nhà máy. Ngoài ra thì các em có thể liệt kê thêm một số hoạt động khác của con người mà cũng gây ô nhiễm không khí. Vậy là cô và các em đã trả lời bài 8, chủ đề 3 và 4, sách giáo khoa, khoa học tự nhiên lớp 6. Các em hãy truy cập vào trang lời giải hay.com để xem chi tiết các bài giảng khác nhé. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em trong các video bài giảng tiếp theo.